Xem SPTN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPTN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Giờ chúng ta xin được trở lại một cái tin khác liên quan đến Syria. Trong tuần lễ vừa qua chúng ta nghe rất nhiều về vấn đề này. Và phía bên Thổ Nhĩ Kỳ đã xua quân qua để mà đánh cái vùng phía bắc của Syria, kính thưa quý vị, bắt đầu từ ngày hôm qua. Cái hành động này của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị không những thế giới lên án, mà cả ngay những người thuộc đảng Cộng Hòa của Tổng thống Donald Trump cũng đã lên án rất nặng nề về cái việc mà Thổ Nhĩ Kỳ tấn công những người Kurd trong vùng bắc Syria, và đặc biệt là họ chỉ trích Tổng thống Trump rất là nặng nề. Và ngày hôm qua trong một buổi, không phải là buổi họp báo mà buổi ký kết một cái dự luật khác, thì các báo chí đã hỏi Tổng thống Trump về cái sự kiện này, thì Tổng thống Trump cho biết ông không ủng hộ cái việc mà Thổ Nhĩ Kỳ đưa quân xâm lăng và tấn công người Kurd. Tuy nhiên có một điều đặc biệt, Tổng thống Trump lại nói rằng là người Kurd đã không giúp gì cho Hoa Kỳ trong Thế chiến thứ hai. Mà chúng ta cũng biết là trong Thế chiến thứ hai, trong một cuộc đại chiến của rất nhiều các quốc gia, lúc đó người Kurd cũng không có một quốc gia nào cả, người Kurd cũng không có một lãnh, người Kurd từ xưa đến giờ hơn 100 năm nay họ không có lãnh thổ, họ tranh đấu với lại người Thổ Nhĩ Kỳ để tìm kiếm một cái lãnh thổ riêng cho họ, bởi vì họ là một dân tộc đã bị đế quốc Ottoman của Thổ Nhĩ Kỳ đàn áp và đẩy họ và chiếm đất của họ, và họ không có nơi sống. Chính vì vậy mà đại đa số những người Kurd Thổ Nhĩ Kỳ sống trên Thổ Nhĩ Kỳ, và một số người họ sống tại Syria, và họ luôn luôn mong muốn có một phần đất độc lập của họ. Chính vì vậy mà sau cái vụ cuộc chiến tại Iraq, tại Afghanistan, và gần đây nhất là cuộc chiến ISIS, những người Kurd là những người mà chiến đấu càng đảng nhất. Họ chiến đấu để tìm cách thành lập một quốc gia độc lập của họ trên phần đất, một phần của Iraq, một phần của Syria, để hai bên nối kết lại và thành lập một quốc gia riêng. Chính vì vậy mà họ hy sinh rất nhiều trong cuộc chiến đánh ISIS. Họ đã mất 11.000 quân tất cả. Và họ đã là một đồng minh rất là đắc lực của Hoa Kỳ. Chính họ là người hy sinh nhiều nhất, đổ máu nhiều nhất, trong lúc quân đội Hoa Kỳ chỉ đóng vai trò cố vấn trong cuộc chiến đánh ISIS mà thôi. Trong cuộc chiến đánh ISIS thì Hoa Kỳ phận đông đánh bằng không quân, trong khi đó họ hy sinh xương máu trên đường bộ. Và ngay sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố bỏ rơi họ, thì Tổng thống Trump đã bị ngay chính đảng Cộng Hòa của ông phản đối rất nặng nề là vì hành động bỏ rơi này, và bỏ rơi cho con chó sói Thổ Nhĩ Kỳ. Và hiện tại ông Tổng thống, phía cộng đồng chung Âu Châu và bên Liên Hợp Quốc cũng đã sẽ tính đến việc họp trong những ngày sắp tới để lên án và tìm cách ngăn chặn cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ vào lãnh thổ phía bắc Syria của người, để mà Thổ Nhĩ Kỳ tìm cách tiêu diệt người Kurd, kính thưa quý vị.